ca tử vong do Omicron đầu tiên tại Singapore. Trưa ngày 22 tháng 1, Singapore ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm biến chủng Omicron là một phụ nữ 92 tuổi chưa tiêm vaccine COVID-19. Bộ Y tế Singapore cho biết người này lây nhiễm virus từ một thành viên trong gia đình, không có tiền sử bệnh lý nền. Bà qua đời hôm 20 tháng 1, khoảng 10 ngày sau khi mắc bệnh. Sau quá trình kiểm tra, bác sĩ kết luận cái chết là do mắc COVID-19, cụ thể là nhiễm biến chủng Omicron, Bộ Y tế nêu rõ. Ngày 21 tháng 1, Singapore báo cáo hơn 3.100 ca nhiễm SARS-CoV mới, trong đó có 2.700 ca trong nước và 361 ca nhập cảnh. Kể từ cuối năm 2021, nước này chuyển đổi chiến lược sang sống chung với dịch COVID-19. Để đạt mục tiêu này, chuyên gia nhận định quốc gia cần tăng tỷ lệ tiêm chủng vaccine cho người dân trước tiên, đồng thời trang bị hệ thống y tế vững vàng để đối mặt với nguy cơ số nhiễm trong cộng đồng có thể gia tăng trong thời gian bình thường mới. Trong năm 2022, giới chuyên gia dự báo các quốc gia Đông Nam Á sẽ trở thành điểm nóng lây nhiễm Omicron do chưa bị virus tấn công trước đây. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.